Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh NC đây và chúng ta hôm nay có tập tiếp mới của tựa game, đó chính là Dragon City nha. Và nếu anh em nào là fan tựa game này, hãy để lại cho mình một like. Và nếu view được cả 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập tiếp theo nha. Và rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ok, và let's go nào. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì anh em hãy click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hơn nữa nhé. À từ từ á, mình đã cần phải chỉnh lại cái khung hình á. Nó đang bị mất một cái đoạn ở trên. Rồi, tại vì mình quay trên cái iPad nên nó thường nó không được, cái khung hình nó không được đẹp ấy anh em. Nó bị co co vào này. Mà nếu mà chúng ta để nó full ra thì nó sẽ, con rồng nó kiểu nó bè ra ấy, nó rất là xấu. Thì mình đang chỉnh lại, cố gắng chỉnh lại cho nó chuẩn. Rồi, tạm thời là ổn. Và rồi thì anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình ở bên Mr. Thành bên này, nếu có thể xem thêm những cái video mới nhất của chúng ta. Đây, MR Thành bên này sẽ có ra luôn. Kênh thứ hai của mình với các tựa game về Shadowfire 2, với hai Crimble Racing bốc đầu các kiểu full game rất là hay ho luôn. Rồi thì chúng ta sẽ vào thôi nào, vào tựa game thôi. Mình sẽ đánh nhau nhỉ. Cái này hồi có lâu không ta? Mình không muốn gọi là chọn quá nhiều rồng, mình cứ để auto đi. Rồi, auto cho nó nhanh. Đấy thì phải gọi là chọn cho lâu mình nhiều rồng mà anh em. Để về sau thì nhưng mà sợ con này phải hồi ấy, mất thời gian hồi thôi. Mình cũng không tập trung đánh cái này lắm nên còn quá nhiều rồng ở bên này này, thấy không? Tấn công nào. Có cho nó mấy ca đây, còn 3 con nữa anh em là xong rồi. Rồi, 108 ca, còn 2 con nữa anh em. 2 con nữa thôi là nó bay màu. 92.000 máu, một bé nữa. Là ngọc lục bảo nữa là xong. Ngọc lục bảo 45k. Yes. Hay lắm, chúng ta đã hạ xong con này. Chúng ta sẽ được thêm cái Orb VR nữa. Orb VR này thì thường nó không mấy lắm, không ngon lắm. Đây, cái hòm tiếp theo là mới là ngon này. Hòm tiếp theo cảm giác nó rất là xịn sò luôn đấy. Để xem nào. Nó toàn là một sao hết thôi anh em ạ. Ok, sẵn sàng anh em. Toàn con gì này? Toàn con mấy con vớ vẩn gì anh em ạ? Rồi, tấn công nào. Dình một cái. Còn 1, 2, 3 con. Cái này không có bot nha. Cái này không có ải. Và cũng chẳng có bot để mà đánh. Thoải mái đi. Không ải, không bot. Không chỉ... À, hình như có bot. Hình như vẫn có bot. Bot cuối cùng đúng không? Cái này rất là dễ kiếm. Chỉ cần anh em là kiếm được gọi là nhiều cái gì nhỉ? Kiếm càng nhiều càng tốt. Thức ăn 65.000 này. Không có ải luôn. Không có bất kỳ ải nào. Ô, cái này gì ấy? Quả trứng của con Whipper này. Ồ, trứng của Whipper này anh em. Có một quả này. Quả trứng của con Train này. Ui, toàn rồng mới thôi ạ. Ngon vãi. Có cái gì nữa? Chúng ta sẽ có một quả trứng của con Crusher. Đây là tất cả những con ở trong cái lễ hội nhạc rock thì phải. Mình nhớ không nhầm là sẽ lễ hội nhạc rock, nhạc rước gì đó. Khá là hay ho. Mình có đang để tiếng không nhỉ? À, có tiếng chứ. Mình cứ tưởng là game nó không có tiếng. Thấy nó khá là buồn cười. Tưởng game nó không có tiếng. Ok, tấn công phát nhỉ. 1, 2, 3, 4 con. Tổng cộng là sẽ có 4 con ở bên này. Để đánh nhau. Open. Tấn công nào. Rồi, chiều lốc ạ. Có 2 con nữa anh em. Là xong rồi. 23.000 máu. Còn một bé nữa anh em. Như thế này, tấn công. Rồi, 33.000 máu xong. Đã đai ngay và luôn. Chúng ta sẽ sang với trận kế tiếp nhanh nha. Mình được thêm một cái ống nghiệm nữa. Nào, chúng ta đánh, cố gắng đánh càng nhiều càng tốt đi anh em. Và nó hồi, không biết là hồi trong mấy ngày. Không để ý lắm là sẽ hồi trong mấy ngày luôn. Thử phát. Start, bắt đầu chiến đấu. Bọn nó quá mạnh rồi anh em ạ. Thế quá mạnh. Mình thấy dùng này nó hơi phí. Khi nào mà chúng ta gặp những con rồng khỏe thì bó tay đấy. Thì quả đấy là sấp mặt luôn đấy nha. Rồi, tấn công và tấn công nào. Xong ngay, còn mỗi con rồng ninja thôi. Mỗi bé ninja thôi là xong. Đấy, nó là hợp lý phết nhờ. Đã đai. Ok, chúng ta sẽ mở một cái 97.000 phút. Yes,
97.000 phút luôn. Rồi chúng ta sẽ tấn công thêm, kiếm được càng nhiều thức ăn càng tốt. Penguin, mấy con rồng này quá là đơn giản. 1, 2, 3, 4 con, tổng cộng có 4 con ở bên này. 3.000 máu. Penguin, chim cánh cụt. Ok, chúng ta sẽ có một con penguin là con chim cánh cụt ở bên này thôi là sẽ xong. Yes, tuyệt vời, hay lắm. Victory. Mình có một cái hòm ở đây này, hay mình cứ đánh đến lấy lúc lấy trứng thì thôi nhỉ. Mình đang cũng không có nhiệm vụ gì làm nhiều cho lắm. Đây, có mấy cái hòm này. Random có khi lại ra những cái đồ cực kỳ xịn thì sao, đúng không? Ten. Ôi, để mình tí tiếp nhá, để xem mình có cần phải hồi không nha anh em. Để ý kỹ xem có phải hồi không. Rồi, 1 con, 2 con, 3 con và 4 con. 25.000 máu. Tấn công thôi. Chạy đi đâu? 24.000 máu. Rồi, một bé nữa là xong. Một bé nữa là xong. Tấn công. Hợp lý nha. Hình như đánh boss không? À, không phải, đây là cái hòm rồi anh em. Có lẽ anh ta sẽ tạm thời dừng lại. 146.000 máu, 446.000 coin này. Thử đánh con này xem. Và thử lựa chọn. Ví dụ là mình sẽ lựa chọn team ở đâu nhỉ? Đây này, ví dụ lựa chọn team. Chỉ cần khoảng 3 giờ nó sẽ hồi thôi anh em ạ. Khá là nhanh, không hề lâu đâu. Cứ đánh hết tất cả giống đi, xong rồi đợi 3 giờ nó hồi là xong. À, sự kiện mới à? Hình như là có cái sự kiện mới thì phải không ạ? Coi này, cái đảo đây rồi, biến mất luôn ạ. Soul Esther. Ơ, cái đảo Soul Esther nó đưa đi đâu nhỉ? What the fuck? Anh em biết nó đưa đi đâu không? Ơ, mất đảo Soul Esther này. Oh my god. Soul Esther 5 chest. Ơ, nó vẫn còn cái Soul Esther đây mà. Mà mình không kiếm thêm con coi này. Sea Arena. Sẽ có một con rồng xịn ở đây rồi, Dragon Rescue. Oh my god, không biết là cái sự kiện. Tại vì ở đây lấy thêm cả coin này. Thôi cũng bó tay luôn, không hiểu tại sao luôn ấy. Empower thì mình đã, em phải Empower con Isersi, con vị thần của biển cả lên 2 sao. Nó tiến hóa lên. Rất đẹp ở đây. Oh, một lượng máu rất là lớn. Mình đang có 3,84m phút à. Hay là tôi cho cái con thần long của mình ăn lên cấp nhỉ? Mình muốn cho lên cấp độ 35 cho nó bá. Nó là heroic đúng không? Heroic thì như vậy cũng chưa đủ đâu. Heroic à? Heroic đâu? Đây nhỉ? Positivity à? High ethereal à? Đây. Có thể cho ăn lên được nhưng mà có lẽ là không đủ trên 35 thôi anh em ạ. Thần long gió vương của mình. Có nên đi học xem skill không ta? Mình không có cái set item vàng. Set item vàng thật sự là đẹp. Thật sự rất là đẹp, rất là xịn sò với cái set item vàng này luôn này. Rồi, ok, và sẵn sàng chúng ta sẽ đi đánh nhau ở trong cái temporary quest. Vẫn có cái town coin quest này. Nhưng vấn đề là cái tháp ấy nó ở đâu? Mình chỉ hỏi là cái tháp ấy nó đang ở đâu thôi. Không biết được luôn. Không biết là cái tháp nó đang ở đâu luôn. Ok, lifestyle như thế này. Tấn công và tấn công. Snowstorm. Kỳ mạnh luôn. Một chiêu nữa là Feather Slash như thế này. Chạy đi đâu được. Flash với 18.000 máu à. Mình sẽ có ánh sáng. Tấn công là 25k. Rất mạnh. Vẫn ngon đúng không? Chỉ cần luyện tập chăm chỉ thôi là chúng ta sẽ có thể mắc cấp A cộng. Để tập chăm chỉ thôi là sẽ có lên cấp A cộng ngay. Hiện tại mình đang ở cấp độ C anh em ạ. Có thể mình sẽ dồn thức ăn cho nó chăng? Mình thấy cũng hợp lý. Dồn thức ăn nó cũng hợp lý đấy. Feather Slash này. Hê, có một con nữa anh em. Với ánh sáng. Tấn công. Cực mạnh luôn. Đây. Một mình có thể cân 3 được. Thoải mái đi. Con này thì nó hơi trâu bò một tí. Nên mình sẽ mất một cái khoảng thời gian hơn.
Ok, chúng ta đã xong. Và có vẻ như luyện tập nó khá là dễ dàng đấy cho chúng ta. Nhưng mà cái đảo sâu Ether này bị mất này. Anh em có hiểu được không? Mình cũng chẳng hiểu sao là cái đảo sâu Ether lại mất. Thôi mình sẽ đi kiếm thêm food đi. Để dồn cho con thần long lên cấp 35 anh em ạ. Mình nghĩ là cũng được. Nhưng mà con rồng Heroic đấy thì mình ít khi dùng lắm. Heroic bây giờ mình có cả đống. Nhiều, thôi rồi. Hoặc là cho tôi cho cái con 5 sao của mình lên cấp độ và bắt đầu là thêm, luyện tập thêm các kiểu. 20.000, còn hai con nữa. Hai bé nữa sẽ đai. 26.000. Một bé không chết đâu, chắc chắn luôn. Mình cố gắng kiếm khoảng 5 phút để cho nó ăn lên nhỉ. VR xong. VR xong. VR 3 1 2. Chúng ta sắp lấy được quả trứng đầu tiên rồi anh em nhá. Thì tôi đánh nốt lấy quả trứng đầu tiên cái. Đáng nào thì cũng đang rảnh. Với cái lượng rồng này thì mình nghĩ vẫn được anh em ạ. Ok. Tấn công này khá mạnh luôn. Xong, đã đài. Victory. Ồ, chúng ta có sức mạnh tăng lên. C cộng đó, C trừ đó chính là con chôm chôm. Con rồng chôm chôm của mình 195.000. Tiếp tục là đánh thôi. Rồi, tấn công anh em. Rồi, một đòn cực mạnh luôn. Có con rồng 4 cánh ở đây với hai cái kia gọi là quả tay của nó là kiếm băng à. Mình có thể xem đấy, có thể nhìn giống kiểu quả kiếm băng. Đây mình cho gần ở đây thì nó mới hợp lý. Lúc trước nó bị mất một cái góc bên này, nhìn khá là tù. Nên mình đã để lại rồi. Nhìn đẹp hơn đúng không? Nhưng vẫn bị mất một cái đoạn ở trên thì phải đúng không? Kệ đi. Thằng nào thì cũng thế. Ôi, Electric cho lên rất là nhiều con lên rank em ạ. Lên rank ầm ầm luôn. hay thật sự luôn. Một cái hòm nữa anh em, tấn công. Max Sauron vẫn được đánh anh em ơi. Chỉ cần hồi đủ điểm thôi là có thể đánh được anh em ạ. Start bắt đầu anh em. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 con thiên thể va chạm. Mình cũng vẫn có một Heroic ở trong này kìa, vẫn còn Heroic, còn chung mâm với mấy cái bọn yếu này. Nói chung đánh vẫn được. Ok. Rồi, còn hai con nữa anh em. Còn một máu nữa kìa. Có còn một tí máu kìa. Max Sauron, con Luffy của tôi. Chết về đi này, Heroic. Phải để Heroic anh em ạ. Rồi. Ồ. Rồi đấy, đã xong, mình có thêm một cái hòm nữa. Mình sẽ có thêm là 244.720. Phút nó tăng lên từng ngày hay sao ấy nhỉ, đúng không? Mình cảm giác là phút nó tăng lên từng ngày luôn. Khá là hay. Start bắt đầu anh em ơi. Rồi. Như thế này thì lại chạy đi đâu được đúng không? Ok, sẵn sàng, còn 1, 2, 3, 4 4 con nữa cơ. Là chúng ta sẽ hủy diệt được team này. Rồi đấy. Ok, chúng ta đã xong. Một đòn, một hit nữa thôi anh em là chết anh em ạ. Rồng à. Qua đây triệu tập hai con rồng đẹp phết anh em ạ, cái kỹ năng của nó ấy, nhìn xịn xò phết. Đấy, rồng anh em, thấy không? Rồng bay phượng múa các kiểu thể loại trên trời dưới biển. Chúng ta sẽ lên được cấp độ đó chính là cấp độ C. Ten khá hay. Và đây sẽ là Orb Vader của mình. Yes, 5. Ồ. Vẫn đánh được anh em ạ. Con này là sẽ là con boss. Chính xác. Oh my god. Đánh thế nào chết rồi, con này sấp mặt rồi. Chết rồi.
tôi chết hết những cái con mạnh nhất của mình rồi. Ui, con quỷ gì đây? Con rồng này tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả. Quỷ dữ anh em ạ. Oh my god, chết tiệt. Nhưng mà mình còn rất là nhiều giò, mình có thể giết được nó. Dĩ nhiên, chắc chắn mình giết được. Nó vẫn có boss nha anh em. Canh những quả trứng là vẫn có boss nha. Nó là hệ vô cực, vì thế chúng ta cần hệ pua để giết nó. Có ai có hệ pua đưa hết đây. Yếu vãi đạn. Chết tiệt. Mình mất đánh được 2 thanh máu của nó. Cố lên nào các bạn trẻ, lên. Con này cũng khá khỏe, Dark Steel. Còn một nửa máu thôi anh em. Bây giờ là tập trung dã thôi. Defense dĩ nhiên rồi, mình sẽ phải thua thôi. Tiếp tục với lựa chọn những con C. Full sao luôn anh em ạ, rồng 5 sao full luôn này. Úi trời, tấn công rồi đấy. Nhìn đỉnh cao thật sự luôn anh em ạ. Cân boss. Chúng ta công thẳng vào boss luôn. Rồng lửa 5 sao, một mình solo con boss. Bá đấy. Và có thể là trận này là mình chưa biết có thắng được không, nhưng mà đang cố hết sức. Còn một thanh máu. Có thể giết được anh em ạ, giết được rồi. Con này yếu thế. Con level 15, thông cảm. Yes, hay lắm, cuối cùng hạ xong nó và lấy quả trứng đầu tiên. Ten 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 ten. Ok, và chúng ta sẽ kiếm mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em nhé. Bye bye.